Hôm rồi tôi có đọc bình luận của một bạn: giờ thì em mới biết, nhìn cái gì cũng phải trừ hao đi 70-80% thì mới ra giá trị thật. Bạn ấy nói về cái gì thế? Đó là bạn ấy nói về mấy tấm ảnh selfie mà giới chị em post lên mạng xã hội. Tấm nào cũng lung linh, rực rỡ, không hề thua kém hoa hậu, người mẫu thời trang. Sao giới chị em lúc này đẹp và hấp dẫn bất thường đến thế? Nhưng theo tôi thì nhận xét của chú em này còn có thể áp dụng cho rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống hiện đại quanh ta, mà tôi sẽ nói thêm ở phần sau. Bắt đầu từ những tấm ảnh nha. Nếu search trên mạng, tìm xem mấy video clip chứng minh sự vi diệu của kỹ thuật trang điểm hiện đại thì bạn sẽ hiểu ngay chú em khi nãy muốn nói gì. Với công nghệ và tay nghề make up hiện nay thì việc biến một nhan sắc cỡ Chung Vô Diệm thành hàng Nga tái thế chỉ còn là chuyện nhỏ. Đối với những chị em ít khuyết điểm trên mặt và không quá xấu thì việc hô biến còn nhanh và dễ hơn rất nhiều. Phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp thì việc thích làm đẹp cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Trước khi ra đường, đi ăn tiệc, dự đám cưới, họp mặt bạn bè, đi chợ, xem phim, chụp ảnh, vân vân, bất cứ khi nào có cơ hội, có dịp thì chị em cứ việc sửa sang, trang điểm để nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ hơn. Đó là chuyện rất nên làm. Đàn ông tụi tôi hoan nghênh hai tay hai chân. Được ngắm đàn bà đẹp sẽ giúp cho nam giới tăng thêm tuổi thọ mà, khoa học đã nói thế. Nhưng đó là một chuyện, ngắm đàn bà lạ của người ta thì sao cũng được. Nhưng với vợ hay người yêu của mình thì cũng nên cân nhắc mức độ hóa trang thế nào là đủ, để tụi tôi còn có cơ hội nhận ra trong đám đông ai là vợ của mình chứ không phải là một em hàng xóm. Mấy chị em cũng cần phải biết rằng sở thích của đàn ông có thể chia ra làm hai loại. Một loại thích đồ thiệt, còn hai là loại thích đồ đẹp. Mà hình như tôi thấy loại thứ nhất đông hơn loại thứ hai thì phải. Tôi là đàn ông, xin phép đại diện cho loại một, muốn xác nhận với chị em một điều: đàn ông chân chính tụi tôi chỉ thích ngắm và thưởng thức đồ thiệt, chỉ phê như con dê khi dùng đồ chính hãng. Thề danh dự đó, làm ơn quan tâm tới cảm xúc của tụi tôi chút đi. Mà thường thì đàn bà làm đẹp là để cho ai ngắm? Dĩ nhiên theo thiện ý ích kỷ của tụi tôi thì chồng và người yêu phải là đối tượng ưu tiên hàng đầu chứ nhỉ. Còn nếu mấy chị nói chồng con nhìn cho đã rồi, kể cha tôi bay đi, bây giờ hả, tôi tô tô trét trét là để cho thằng cha hàng xóm nó ngó chứ bộ. Thế thì lại lòi ra một vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều nha. Làm sao có thể chấp nhận được cái việc khi vợ trang điểm về nhà, gã chồng không còn nhận ra má thằng cu tí thân thương đâu nữa, mà thay vào đó là một nàng hoa hậu ao làng nào đó lạ lạ hoắc, đang ưỡng ẹo như trêu ngươi thế kia. Cái vụ này cũng gần giống với giải phẫu thẩm mỹ mà không cần dao kéo vậy đó. Thật ra câu chuyện hóa trang, tôi dùng từ hóa trang chứ không phải là trang điểm nhé, chỉ phù hợp với nghệ sĩ cần diễn xuất trên sân khấu, và chỉ thế mà thôi. Điều này là cần thiết vì nó góp phần vào hiệu ứng thị giác, làm tăng sự thích thú cho khán giả. Còn với những gã đàn ông tầm thường như tụi tôi
Thì thiệt tình á, không bao giờ chịu nổi cái cảm giác đi bên vợ mình mà cứ tưởng như đang cận kề vợ của một thằng cha nào đó. Nói đi thì cũng nói lại, trường hợp hóa trang để đi coi mắt thì cũng tạm châm chế. Nhưng các cô phải hết sức cẩn trọng, nhất là lúc mới làm quen qua mạng. Mấy cô mấy chị cứ đè mấy tấm hình chụp qua app trên phone đã được xử lý làm mịn, trắng da, bóp gọn gương mặt thành vi lai thời thượng, môi trái tim đỏ chót, chu ra, nhìn muốn cắn. Thì coi chừng, khi gặp gỡ thực tế, lại có tác dụng ngược tai hại. Đó là còn chưa nghĩ đến giai đoạn cùng nhau tắm rửa, lên giường, thì có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có. Đó là lúc hiện nguyên hình thị mẹt, bản mặt thật không hề lung linh ảo diệu chút nào như hồi mới cưa cẩm, thì khả năng tục bà nó cảm xúc của đối tượng đàn ông là có thật. Cái gì làm hoài cũng thành nghiện, kiểu như nghiện trà sữa, nghiện mua sắm. Cứ sớm mai thức dậy, các bà các chị sửa soạn cho mình một gương mặt khác. Lâu lâu một lần thì không sao, nhưng làm hoài mỗi ngày thì quen dần với gương mặt giả hiệu đến nỗi cứ tưởng đó mới chính là nhan sắc thật của mình. Ảo tưởng mà cứ như thật. Họ hạnh phúc sống thường trực với khuôn mặt bự phấn ấy từ sớm tinh mơ cho tới lúc rửa mặt, tẩy trang để lên giường ngủ. Làn da mặt mong manh của chị em làm sao chịu nổi tác hại của bao nhiêu lớp phấn son gồm toàn hóa chất đắp lên mặt mình từ ngày này sang tháng khác nhỉ? Làn da sẽ dần bị hủy hoại, khó lường. Tôi phải kể đến tác động từ quảng cáo của các hãng mỹ phẩm, từ báo chí truyền thông ba xu trên mạng đã góp phần không nhỏ đến nhận thức sai lầm của con người về cái đẹp của cả nam lẫn nữ. Họ cố tình biến chuyện giả tạo trở thành thật như một phần trong cuộc sống của con người. Tôi thắc mắc 100% phụ nữ nổi tiếng được mệnh danh là đẹp không tì vết, có người nào dám tẩy rửa mặt mũi cho sạch rồi cứ để y nguyên như vậy, chụp hình post lên mạng hay không? Tôi dám cá đó là một tấm ảnh trái ngược 180 độ với điều chúng ta thường thấy. Không tính những bức ảnh được rêu rao là mặt mộc hay đăng báo nhé. Thực sự nó là gì thì hãy suy nghĩ thêm một chút thôi, bạn cũng sẽ hiểu. Thế nhưng chuyện làm đẹp là quyền tự do riêng tư của con người. Bồi bồi trét trét cái giống gì lên mặt là chuyện của họ, không ai được có ý kiến. Bàn luận nãy giờ chỉ để mà nghe cho vui thôi. Chúng ta cũng chỉ nhằm bảo vệ và xây dựng nhận thức đúng đắn về cái đẹp cho những người thân yêu nhất như vợ chồng, con cái của mình. Còn ai khác thì thôi kệ đi, vì nói nhiều sẽ bị chửi là rảnh háng. Vì thật ra đâu chỉ là chuyện đẹp xấu, mà còn là ý thức về sự tôn trọng giá trị thật. Khi người ta sống xuề xòa, dễ dãi và quá quen với những chuyện đánh tráo khái niệm, thì đầu óc con người trở nên lẫn lộn giữa hình thức giả tạo với chất lượng nội dung, không còn nhận ra đâu là chân giả, tráo trở khó lường. Thú thật, tôi không hiểu mắt mình nhìn sai hay quan niệm về cái đẹp và giá trị thực sự đã thay đổi, hay mình có thể bị ai đó miệt thị là đồ già lú lẫn. Nhưng có lẽ không hề. Xem phim ảnh trên Netflix, tôi vẫn thấy những cô đào Hollywood xưa nay đẹp hết sảy như từ nào tới giờ. Và diva Celine Dion nay đã già cả khẳng khiu, vẫn đẹp lung linh trong lòng tôi như hồi 20 năm trước. Bây giờ người ta quen đắp lên mình lớp áo sang trọng hay đeo mặt nạ như vũ hội hóa trang, để người đời không nhận ra sự dốt nát và tầm thường của bản thân. Có đủ thứ giả, bằng cấp giả làm nên chức vụ thật, phẫu thuật thẩm mỹ
biến thị nở thành hoa hậu, thuốc trừ sâu giả làm hư hỏng mùa màng, xăng dầu giả khiến xe cộ nằm đường, thuốc tây giả gây chết người. Người ta bán hàng giả lấy tiền thật là chuyện thường ngày. Một xã hội giả dối như thế thì sẽ khiến con người nhập nhèm, lẫn lộn giả chân là lẽ đương nhiên. Ví dụ như chuyện bằng cấp, chưa bao giờ Việt Nam có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ như lúc này. Nhưng chỉ có một số rất nhỏ đóng góp vào sự phát triển khoa học, kinh tế cho đất nước. Còn phần đông người ta bỏ tiền ra lấy cho được tấm bằng, coi như một thứ tiêu chuẩn phải có để thăng quan tiến chức, thăng tiến trong sự nghiệp và nhận được sự kính trọng ảo tưởng nữa chứ. Đó là còn chưa đề cập sâu đến giá trị thật và chất lượng thực tế của mấy tấm bằng này ở Việt Nam. Một xã hội ưa chuộng sự hào nhoáng sẽ chỉ tạo ra toàn điều giả dối, hư vinh. Chúng ta quen mắt với sự giả tạo, quen nghe điều dối trá và rèn cho mình tập quán nghe qua rồi bỏ, và phải biết sống khác theo ý mình nếu muốn tồn tại. Sống vậy có mệt quá không? Vì sao người Việt ngày nay bệnh nhiều? Vì cứ mãi ăn đồ giả, thực phẩm bẩn hoài thì sao mà khỏe được? Chưa chết ngay là may. Mắt không lát nhưng nhìn nhận về cái đẹp lệch lạc, không lành mạnh, ăn mặc phải hở hang, kích thích thị dục thì mới gọi là hấp dẫn, ăn khách. Nói thiệt, đôi lúc đi ngang mấy con đường vắng, nhiều tệ nạn buổi tối, thấy các cô gái ăn sương đứng đường vẫn trang phục còn kín đáo hơn hình ảnh người nổi tiếng đăng đầy trên mạng. Một ví dụ khác về đám trẻ tối ngày đi trà sữa và xem nó như một thứ giải khát thời thượng. Nhưng tụi nó có biết cái loại phụ gia làm cho ly đồ uống trở nên lóng lánh, hấp dẫn là thứ gì trong đó không? Ngay cả người bán cũng không biết rõ tác hại nguy hiểm của chất độn này. Mà có khi biết rồi cũng lờ đi, vì kiếm tiền là trên hết. Còn lũ trẻ và cả người lớn nữa chứ, cứ thấy ngon mắt, ngon miệng thì cứ nốc vào họng ngày này qua tháng khác. Thói quen ăn uống hay bất cứ thói quen nào khác chỉ chạy theo xu hướng, thiếu nhận thức và phán đoán lợi hại, trở thành hiểm họa tiềm ẩn như thế đấy. Tất cả bắt nguồn từ sự thiếu nhận thức, từ lối sống a dua, thực dụng mà ra cả. Từ đâu hình thành xu hướng này? Đó là do giáo dục không tới nơi tới chốn, do lối sống bản năng, thiếu hiểu biết, do định hướng dốt nát, vô trách nhiệm từ mạng xã hội, vân vân. Trở lại với chuyện làm đẹp bất chấp, tôi phải công nhận phụ nữ ngày nay quá can đảm. Nói đúng hơn là sự gan góc đến mức liều mạng. Đã có nhiều người mất mạng vì hút mỡ bụng, nâng ngực. Không nói về nguyên nhân các tai nạn chết người này, nhưng xác suất tai biến đưa đến tử vong trong và sau khi phẫu thuật là có thật. Thế mà đối với nữ giới, ước muốn làm đẹp vẫn lớn hơn nỗi sợ hãi chết chóc. Thật là không hiểu nổi. Trong chuyện này, vai trò người đàn ông ở đâu? Nếu ù ù cạc cạc thì thôi, cũng đành chịu. Nhưng nếu có chút hiểu biết mà vẫn để người đàn bà của mình làm thế thì thật là đáng chê trách. Nói thêm một chút về đề tài trang điểm. Thú thật, nếu cho rằng mục đích của make up là nhằm nâng tầm và phát huy nét đặc trưng trên khuôn mặt thì đó sẽ là một nghệ thuật đáng khâm phục và nên làm. Còn nếu chỉ là trát lên đó một lớp bự phấn theo một khuôn mẫu nhằm biến đổi thành một người hoàn toàn khác thì đó là một dịch vụ hàng chợ hết sức lố bịch. Tôi chắc giới đàn ông loại một sẽ hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ này nhỉ? Còn không biết các bà, các cô, các chị em nghĩ sao? Xin cho biết ý kiến với nhé.